Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận trên dưới 100 bệnh nhân. Vào ban đêm, các bác sĩ ở đây vẫn miệt mài làm việc. Những bước chân luôn vội, những thiết bị y tế luôn hoạt động, những ánh điện không bao giờ tắt. Tất cả nguồn lực dồn về cuộc đua sinh mệnh, giành giật sự sống cho bệnh nhân. Đêm muộn, tiếng còi báo của xe 115 hướng thẳng đến sảnh của khoa cấp cứu. Nằm trên chiếc cáng được đưa vào rất gấp, bệnh nhân nữ cao tuổi đang trong tình trạng nguy kịch. Công tác tiếp nhận và thăm khám nhanh chóng được triển khai. Lúc nào cũng có nhân viên túc trực cả một ngày ở đây, kể cả những ngày thường, ngày nghỉ hay là những ngày lễ Tết. Thường thì cái lượng bệnh nhân đến trong một ngày nó rất là đông và hầu như là bệnh nhân rất là nặng. Thế nên là anh em cấp cứu lúc nào cũng phải túc trực tại khoa để kịp thời đón tiếp, cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân. Với những người bình thường, buổi tối là thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Thế nhưng với những y bác sĩ ở khoa cấp cứu, thời gian này thậm chí còn vất vả hơn. Ngoài cấp cứu các ca mới, còn phải liên tục thăm khám, kiểm tra tình hình các bệnh nhân đang chờ theo dõi. Áp lực lớn nhất của bác sĩ cấp cứu là khi mà đối diện với một bệnh nhân nặng, có rất nhiều bệnh lý phức tạp đi kèm và áp lực từ gia đình bệnh nhân. Họ kỳ vọng rất là nhiều, đòi hỏi chúng tôi phải làm việc rất là nhanh chóng để có thể tận dụng từng phút từng giây để có thể đưa bệnh nhân trở về từ cõi chết. Mỗi ca trực cấp cứu thường có 3 bác sĩ, 6 điều dưỡng. Vào những dịp nghỉ lễ, lượng người trực thậm chí phải tăng thêm đề phòng xử lý các tình huống phát sinh. Mỗi ngày bắt đầu từ 7 giờ 30 phút sáng và kết thúc vào 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau. Vất vả như vậy, nhưng đổi lại là rất nhiều bệnh nhân đã được cứu sống. Mẹ tôi là năm bước sang tuổi 92, cái khi cụ về đây là rất là nguy kịch, Tết cũng vẫn nằm ở đây nhưng được các bác sĩ là rất quan tâm chăm sóc, nhưng giờ mẹ tôi cũng là nói chung là cũng đỡ được 70-80%. Chúng tôi cũng rất là mừng. Từ hôm mà chăm sóc em tôi ở đây thì tôi thấy đội ngũ y bác sĩ ở đây rất là tận tình, không để cho bệnh nhân nào phải chờ đợi lâu. Trong khi đó mặc dù là muộn khuya hay là trời rét, những hôm trời rét mà y bác sĩ vẫn nhiệt tình tận tâm với bệnh nhân, tôi thấy là một điều đáng quý, lương y như từ mẫu. Đêm trắng nối tiếp đêm trắng, liên tục căng mình giữa làn danh sinh tử, sự phục hồi khỏe mạnh của người bệnh. Sự thấu hiểu, đồng cảm, trân trọng của cộng đồng là động lực để các bác sĩ, nhân viên y tế vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi mà đi làm nhưng mà con ở nhà ốm thì rất là cảm thấy rất là lo lắng, nhưng mà sức khỏe của người bệnh ở đây rất là cần chúng tôi phải chăm lo, thì những cái đấy thì vẫn phải đặt lên hàng đầu, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân trước thì mới đến gia đình mình. Trước khi tôi lựa chọn trường y thì tôi cũng đã từng nghe rất nhiều câu chuyện vui cũng có, buồn cũng có về ngành y. Khi tôi làm bác sĩ thì tôi mới được trải nghiệm những cái cảm xúc đấy. Tôi vẫn có một cái niềm đam mê rất là lớn đối với lại ngành y nói chung, và tôi vẫn nghĩ là cái con đường của tôi lựa chọn là đúng. Tôi vẫn tự hào tôi là một bác sĩ. Có một ngày cứ thao thức đêm đêm bên rừng bệnh với bao điều suy nghĩ, trước ánh mắt đang thầm sâu vời vợi để tim mình cũng thổn thức.